là Phật tử tuôn đời biết rõ, biết có ngày phải bỏ xác thân. Bởi thân là vật tạm trần, dù ai cũng phải một lần chết đi. Là Phật tử trước khi bỏ xác biết chọn đường cực lạc đi ra, theo chư Phật chẳng theo ma linh hồn, không để đọa xa diêm phù. Là Phật tử sự tu là dùng, tu trong khi lẫn lộn với đời, gần bùng mà chẳng tanh hôi, tùy phương nhiếp hóa cho người cùng tu. Là Phật tử không thù ai cả, thì ai nguy thì khá giải nguy, như là một vị lương y bệnh thì lo trị bất kỳ là ai. Là Phật tử ra tay tế độ, không ngồi lì một chỗ tụng kinh, tùy theo thời thế nhân tình để mà độ tử độ sinh cho người. Là Phật tử không lười viết đạo, hắn hay lo đào tạo phước duyên, gian lao chẳng trách không phiền, quyết làm cho vẹn lòng nguyện từ bi. Là Phật tử bất kỳ quên là lòng kính yêu tất cả mọi người, hỏi hàng đôi đáp vui tươi, không làm kiêu cách chẳng lời ngạo khinh. Là Phật tử tánh tình rộng rãi, tha thứ cho kẻ quê biết chừa, không vì bưng bở mà ưa, chẳng vì lãnh đạm mà chua lấy hờn. Là Phật tử không nhân ngã tánh, giữ cho tâm bình đẳng thương ngài, giàu nghèo bất luận là ai, từ bi đối đãi không hai tấm lòng. Là Phật tử thì không chấp trước sự vật, không vương mắc nơi tâm. Ở đời mà chẳng nhiễm thâm pháp tu, thường được giữ cầm tự do. Là Phật tử phải to gan mật, dám đương đầu các cuộc hiểm nguy, trên đường giải thoát cứ đi, quản chỉ ác thú sợ gì phong ba. Là Phật tử mong qua tịnh độ, đi chớ ngồi một chỗ không xong, phải cần bồi đức lập công để làm phân bón cho lòng. Nam mô là Phật tử bao giờ cũng tình, không để cho bị cảnh rối loạn. Di Đà thường niệm bên trong, dù rằng đáng bận lắm công việc gì, là Phật tử sự chi cũng xét. Tranh lỗi sanh trong việc bất ngờ, dù trong cảnh tớ vò tớ cũng suy kỳ, chẳng để sơ hở lòng. Là Phật tử nói dòng dõi Phật, nghe thang liên đài từ nấc bước lên, quyết
lo ân trả nghĩa đền, di dầu nguy hiểm gặp gần giường bao là Phật tử. Trước sau ngăn đỡ như tướng binh đang ở trận tiền, hớ hình thì rất xuống yên, lúc nào kẻ địch cũng kiền bên chân là Phật tử tinh thần quả cam. Lòng đã nguyện thì chẳng đổi thay, trên đường đi đến Phật đài dung gươm trí huệ giải dây hồng trần. Là Phật tử bước chân sắt đá, đạp sân lên tất cả gai trong, tìm về cực lạc một lòng, mặc dù cách trở núi sông muôn trùng. Là Phật tử chí hùng sẵn có, quyết xông pha đây đó cứu đời, xa bao bùng trình tả tới, huệ dân phước chúng trọn đời hiến thân. Là Phật tử sống gần ba tánh, giải bảo cho đức hạnh hiền từ, làm tròn trách nhiệm nhà sư, đổ người thí chủ cứu người đàn na. Là Phật tử phải hòa đại chúng,